Hai đứa nó đang trong cái trạng thái mà không có kiểm soát được bản thân á. Biết là sóng gió hai bên rồi đó, nhưng cũng phải cưới, không thể làm cách nào khác được. Còn bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện tiếp theo. Xin quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận cùng toàn bộ khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thanh Tú, năm nay em 33 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng và em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em với vợ em kết hôn với nhau là được 11 tháng 21 ngày rồi. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận cùng quý vị đang có mặt trường quay. Em tên là Đinh Cao Thúy Vi, 20 tuổi, đang là sinh viên và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. 20 tuổi thôi hả? Dạ. 33. Dạ. Giấu 22 tuổi. Hơn một con giáp. Hơn con giáp cộng với con đó. Rồi nó nghe nè. Dạ. Sao mà cua được cháu ấy hay vậy? Nói thiệt, hồi xưa em cũng có hơi nhan sắc tí xíu. Giờ là phong độ. Giờ là phong độ. Dạ. Bây giờ là mất phong độ luôn rồi. Dạ. Chà. Bởi vì thực sự nếu mà em không có giới thiệu tuổi là chị không biết em số tuổi đó luôn á. Dạ, tại em uống trà sữa nhiều chị. Trà sữa. Dạ. Rồi chắc có lẽ là hai bạn quen nhau bên quán trà sữa đúng không? Dạ, đúng chính xác luôn á. Yeah. Hay. Yeah. Yeah. Lần đầu tiên. Yeah. Dạ, nhưng mà thực sự là hai tụi em đến với nhau á là bởi vì em hồi xưa em làm bên đoàn thanh niên và đây chính là đoàn viên của em. Hai đứa sinh hoạt chung với nhau thì lúc đầu thấy cô đó mới quen lúc đó như là lớp 8, 8,5 là gần lên lớp 9 rồi. Wow. Nhưng mà cô ấy có điểm đặc biệt á là khác với mấy bạn kia, da dẻ trắng trẻo lắm, nhìn nói chung là tướng rất là ngon lành. Nhưng mà em không có gì vậy mà em thương đâu. Em không có thương qua cái nhan sắc. Đúng. Tại vì em thương qua tấm lòng của đó. Khi mà tham gia các hoạt động đoàn, có khi là nhảy xuống mương, rồi đi xin những cái bọc ni lông để mà làm quà cho các em, làm tất cả, dạ đúng rồi, làm tất cả vì cộng đồng. Nên đó là một điểm cộng rất lớn đó với em. Thế còn em thì sao? Em ấn tượng ở chàng trai này thì như thế nào? Đang mới lớn mà thấy trai đẹp nên là cũng thích. Tình cờ là đúng cái ngày mà bắn pháo bông ngày 2 tháng 9. Vậy giao thừa. Mà em lúc đó em đang làm tiếp tân nữa, là 10:30 em vô ca, nên là tính rủ vợ em đi xem nữa. 9 giờ bắn tới khoảng 9:15 hay 9:30 là trở về. Nhưng mà cái tình huống đặc biệt xảy ra thì ba mẹ của nó nói là bây giờ kẹt xe quá về không được. Lúc đó thì em cũng không biết làm sao hết, mới để cô đó ở trong khách sạn luôn. Thì cũng rất nhiều anh em hỏi hâm he em, nói là mày nha coi chừng là bóc lịch chết luôn đó. Em nói dạ không có, em không dám anh ơi, cái này là anh em dẫn đi mà giờ tình thế giờ nguy cấp quá rồi, không thể trở về nhà được. Rồi hai đứa cứ chờ vậy đó, chờ cho tới khoảng 1:00 mấy 2:00. Nhưng mà kể từ đó là quen luôn á. Cái lúc mà em ở trong khách sạn em sợ không? Dạ không, tại ngồi dưới sảnh anh chứ không phải là vô, đi lên không? Dạ. Mà lúc đó là tình thật là 13 tuổi mấy hả? Không, lớp 8,5, sắp lên lớp 9 rồi. Lúc đó là 14 tuổi, 15 tuổi gì rồi. Chắc chắn nhớ lộn anh. Thì nghĩ giống như là anh em sinh hoạt đoàn đi chơi chung nhau thôi, cũng đâu có gì. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu chính thức tỏ tình với cô ấy? Dạ, tới một khoảng thời gian sau, chắc khoảng là 6-7 tháng nữa. Ở lớp 9? Dạ. Dạ. Rồi quen nhau chắc chắn là phải không để cho phụ huynh biết rồi đúng không? Dạ, đúng. Đi chơi với nhau thì phải trốn, là hẹn của nó trong một cái hẻm. Cái hẻm đó là nhiều khúc quanh cua lắm. Là em cứ đứng hẻm đó chờ, rồi cô đó tự động đi ra, hai đứa đi. Tính đường trốn đi cũng kỹ thì cũng cái chuyện tình của các bạn nó được bao lâu? Dạ, tính ra là từ lúc quen tới lúc cưới là gần 5 năm. 5 năm. Đến bao lâu thì phụ huynh mới biết? Dạ, khoảng năm em lên lớp 11 thì gia đình mới biết. Mới đầu em sợ thì cũng ngăn cấm cản, nhưng mà mẹ nói là quen thì không cấm, nhưng mà phải làm sao mà cân bằng giữa chuyện tình cảm với chuyện học tập. Yêu nhau đến năm mấy thì gia đình cho làm đám cưới? Đầu năm 2. Năm 2 đại học. Dạ. Dạ, không phải gia đình cho cưới đâu chị. Nói chung bác sĩ phải không? Dạ, bác sĩ. Okay, nghe coi chơi coi. Tôi dẫn 4 năm mấy nay rồi, cái gần nhá cái tôi biết ai bảo cưới vậy. Dạ. Em mà lúc mà cái mắt em ánh lên một tia rất là dã man, xong rồi là... Mày, dã man nghe cũng ghê quá vậy. Dạ mà em xin nói thiệt với anh chị, lần đó thật sự là lần đi chơi đầu tiên của tụi em được đi qua đêm. Đi đâu? Đi Vũng Tàu. Nguyên một đám
và là ngủ ở trong nhà người bạn. Tới tình huống bất ngờ xảy ra là mấy người bạn đi không được. Tới sau tụi em một ngày. Cái đêm đó là cái đêm định mệnh. Hai đứa vui quá, mua rượu về uống. Tại rượu. Dạ, tại rượu. Nói vài chai rượu. Cái điểm mà không biết uống mà mua vài chai đó nên cái chuyện nó xảy ra. Chỉ biết uống là mua vài chai đâu sao. Gì vậy, rượu tây hả? Dạ, rượu vodka đâu anh. Trời ơi, vài chai rượu. Vài chai vodka. Uống một chai thôi là tôi lên đường rồi. Rồi vậy lúc đó có nhớ con khỉ gì nữa đâu mà kể, đúng không? Dạ. À, sáng nhớ lại. Thấy hai đứa, ủa kỳ vậy, sao em mặc gì vậy? À. Thì mới nghĩ chết rồi, không biết cái chuyện kia có xảy ra hay không. Ông thần rượu, ông mừng. Em mới kêu là thôi em vô em kiểm tra, coi sự việc của em tiến triển tới thế nào, còn anh kiểm tra cái của anh. Trời chán dán mặt mày luôn. Ông kiểm tra của ông thấy gì? Dạ, em cũng tè le luôn anh ơi. Trời tè le là sao? Người phụ nữ người ta kiểm tra là còn biết có bị gì không. Còn dạ, ông kiểm tra ông biết cái gì? Trời, em nói anh nghe, giả sử như anh 6 giờ, 12 giờ. Còn em là ví dụ như là lên 12 giờ, lên xuống 6 giờ, xuống hoài, không lên được. Trời đất ơi. Đối với cảm giác sao? Nói nghe cái cảm giác coi. Cảm giác sợ, hoảng sợ. Hoang mang. Hoang mang lắm. Tôi cũng sợ, chị cũng hoang mang, tại vì nghĩa là hai đứa đang trong cái trạng thái mà không có kiểm soát được bản thân á, nên là họ cũng không có biện pháp phòng tránh gì hết. Rồi bắt đầu sợ, sợ về cái hậu quả đúng không? Dạ. Rồi xong cái lúc mà thức dậy là còn xỉn không? Dạ tỉnh. Tỉnh. Là tỉnh hẳn luôn. Dạ. Tức là khi mà thấy nhìn trời, cái mình lõa thể vậy là coi như mất hồn, tỉnh hẳn luôn đúng không? Dạ, tỉnh rồi chị. Rồi bình tĩnh lại rồi. Dạ. Dạ. Rồi sau khi xác định là thôi chuyện đó đã xảy ra rồi, đúng không? Dạ. Rồi nó có mong men nó sinh nữa không? Dạ. Dạ không, đi một đứa đi về luôn. Không, lúc đó là hai đứa mặc đồ vô, hai đứa đúng, chia nhau ra, một đứa đi mua đồ ăn sáng, đứa qua tiệm thuốc tây. Rồi. Cũng trình bày với người ta đưa cái loại tốt nhất cho em. Ừ. Và về với sự chứng kiến của em là vợ em muốn luôn. À, sau đó thì cứ mỗi tháng đều đặn em đều nhắn tin và hỏi thăm trong cái tâm trạng lo lắng của cô đó. Nhưng mà tụi em cách biệt luôn, tức là không có lặp lại một lần nữa. Dạ không, dạ chỉ không, có một lần thôi chị. Một lần duy nhất thôi. Dạ. Tới 6 tháng sau. 6 tháng sau mà mới phát hiện em có em bé. Khi mà phụ nữ mà không có phụ nữ mà tới tháng không có là em phải không. Tới tháng vẫn có em luôn vẫn chị. Có. Rồi bụng sao? Bụng em nhỏ xíu à, tới 6 tháng mà em vẫn mặc được quần áo size S. Có ngán không? Dạ không, không ngán gì luôn. Không hề cảm nhận một cái gì luôn. Dạ. Dạ và sau tại sao 6 tháng thì lại biết? Dạ. Đi chơi với hai đứa bạn thân thì em thấy vợ em ăn nhiều và hai đứa bạn em cũng thấy ủa sao hôm nay thấy mập mập mà sao thấy ăn nhiều quá vậy. Nên là nó giỡn coi chừng tụi bay có làm gì không. Thì em cũng hoảng sợ nhưng mà em cũng không bao giờ tin là có. Rồi bắt đầu đi bác sĩ thì mới biết cái thai nó 6 tháng rồi. Dạ. Thì em đang làm việc có bầu anh ơi, chị giỡn hoài làm sao có bầu được, mình muốn con cái mà làm sao có bầu. Không thể nào tin được. Quá kỳ lạ luôn á. Dạ, mẹ em tối em ngủ chung với mẹ em còn không biết nữa. Tại vì không có là, biểu hiện ngán. Đúng rồi, em không có ngán gì hết. Dạ, em có biểu hiện gì không? Dạ, tức là trong em thời gian có. Dạ có. Trong lúc mà bà xã em bị á thì em không biết sao là em đi làm cứ đúng 3 giờ chiều là em bị tăng huyết áp lên. Ở chỗ làm em gọi em là Tú 3 giờ. Đúng 3 giờ. Dạ, cứ đúng 3 giờ cái em nói Thảo ơi, anh bị chóng mặt anh lên huyết áp quá. Thì anh làm nổi, tại nó quay cuồng hết chị. Oh. Em đi khám bác sĩ nói là huyết áp em tới 140 hơn lận. Mà với độ tuổi em không nhậu nhẹt, không hút thuốc thì huyết áp nó rất là cao. Nếu như nó cao quá có khả năng đứt bóng. Nên là khi mà cảm giác nó quay cuồng quá thì nên nghỉ ngơi một tí. Bởi vậy chỗ làm em gọi em là Tú 3 giờ. Nhưng mà có nghĩa là em bắt đầu hiện tượng đó là vào tháng thứ mấy? Khoảng tháng thứ 2, tháng 3 kéo dài tới tháng thứ 6 luôn. Tháng thứ 6 luôn. Dạ. Rồi bao giờ thì hết? Thì phát hiện ra hết. Đó là nhắc ra nha. Bây giờ xanh nó chưa? Xanh nó dạ, được, xanh rồi. Được mấy rồi? 9 tháng hơn. 9 tháng. Con gái à. Lúc mà em biết được cái tin mà 6 tháng em sợ lắm. Tại có vợ em nè, lúc đó tưởng mập, uống thuốc giảm cân, uống nhịn ăn. Dạ. Có. Mấy cái thuốc đó rất là nguy hiểm nha. Bây giờ cho hỏi em bé là khỏe mạnh. Dạ, khỏe mạnh. Khỏe mạnh bình thường. Sau đó là tâm lý rồi, cái cuộc sống của hai đứa như thế nào, hai bên gia đình sao? Cái bữa ấn tượng nhất của em, không bao giờ quên chứ cả đời luôn đó. Em cứ ra, em dò đầu, bứt tóc. Em đi vô toilet liên tục luôn. Em gọi cho bạn thân của em nói giờ chết rồi, giờ sao mày? Giờ mày tính sao mày tư vấn cho tao đi. Tại vì hai gia đình cũng khó khăn lắm. Cứ mỗi lần đi chơi với là vợ em là ba em nói con nha, làm gì làm
cái chuyện đó là không được quá giới hạn. Má má vợ em thì nói là con nha, con đi chơi, con coi chừng bóc lịch nha con. Ừ. Dạ. Là cứ mà lần nào đi chơi cũng nói của đó làm em là cứ khắc cốt ghi tâm lý. Dạ, mà lúc đó lỡ một lần ngay kia rồi nên là cũng không có dám nữa, chỉ có một lần thôi. Oh. Và sau khi gọi cho bạn thân của em á thì em đi nhậu. Nhậu là bạn em khuyên thôi giờ xảy ra tới vậy rồi thôi cưới đi. Giờ biết là sóng gió hai bên rồi đó, nhưng cũng phải cưới, không thể làm cách nào khác được. Ừ. Nên là cuối cùng em quyết định là phải nói. Dạ, phải nói. Nói cho gia đình hai bên biết lúc luôn. Lúc đó phản ứng của gia đình hai bên, gia đình bên em thì má em không chịu. Còn bên vợ thì sao? Thì mới đầu thì em nói cho dì em biết, sau mà dì mới nói cho mẹ. Có ba em thì ba em rất là khó, sợ nhất là ba. Cậu em mới nói với ba em. Em là con một mà, nên là ba chủ nhiều lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á, thì hồi ba bỏ đi thì ba suy nghĩ, ba về ba nói là thôi giờ mọi chuyện cũng lỡ rồi, bây giờ thì phải làm đám cưới thôi. Ở bên gia đình em là mẹ em không chịu hả? Dạ, mẹ em chịu. Thì em nhờ sự động viên của mấy dì, mấy cậu em. Rồi cuối cùng mẹ em cũng chấp nhận. Mà em bắt đầu từ tháng thứ mấy thì bụng bắt đầu mới bự ra? Nói chung là từ khi mà phát hiện là bụng nó lớn nhanh như thổi. Nhìn là biết là có bầu liền. Rồi coi như tất cả mọi thứ đều êm xuôi hết. Dạ. Thôi giờ nhân đây có điều gì muốn nói với ba mình không? Nhân đây thì con cũng muốn là xin lỗi ba. Tại vì con là đứa con gái duy nhất mẹ. Nhưng mà con làm cho bác hết thất vọng. Đầu tiên thì con cũng xin cảm ơn ba mẹ ruột của con, những người đã tha thứ cho hai tụi con để mà tổ chức đám cưới. Lời thứ hai thì con cũng rất cảm ơn ba má vợ ưu ái và thương chúng con, mặc dù chúng con gây ra những cái lỗi lầm rất là lớn. Và con hứa là con sẽ chăm sóc vợ con thật là tốt, không bao giờ phụ lòng ba mẹ. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Ừ, nhân đây Vân cũng muốn tâm sự với lại anh chị, coi như là ba má của cô dâu chú rể. Thực ra riêng cái trường hợp này, tức là thật ra đứng về mặt phụ huynh mà nói á, thì là không có người cha người mẹ nào muốn con cái của mình nó có những cái mà trước hôn nhân như thế này, đặc biệt là giống như là khi tuổi con mình nó còn nhỏ. Nhưng mà Vân cảm giác riêng cái trường hợp của hai bạn trẻ này nó có một cái gì đó rất là lạ. Là tại vì thực ra mà nói cái việc mà khi các bạn trên 18 tuổi ở cái thời đại bây giờ á, các bạn trên 18 tuổi các bạn có thể sống thử với nhau, thì đó là một cái chuyện nó là bình thường rồi, nó không phải là bất thường như ngày xưa. Thế nhưng mà rõ ràng ở đây á, là cái việc này là việc hoàn toàn ngoài ý muốn luôn. Ngoài ý muốn luôn. Nhưng Vân lại có một cái cảm giác là dường như cái sự cố này á, nó có một cái gì đó mà Vân cảm giác nó rất là giống như là ý muốn của trời đất vậy đó. Ý muốn vậy đó. Thành ra là Vân nghĩ cái đứa cháu này á, là thuộc lại là cháu quý, con quý. Cho nên là Vân thấy khi mà cô dâu xin lỗi ba mà với cái giọt nước mắt á, tự nhiên Vân thấy thương quá. Và rõ ràng rất là thật lòng, kể cả chú rể khi mà chú rể nói ra. Thì Vân nghĩ là thôi, anh chị cũng không có trách hờn hai cháu nữa. Và anh chị cũng sẽ... Vân cảm nhận nếu Vân là cái người bà của cái đứa bé này á, thì Vân sẽ rất là hạnh phúc. Vân sẽ rất là quý nó. Bởi vì Vân cảm nhận dường như nó là một cái gì đó rất quý báu mà ai đó đã gửi gắm trong gia đình của anh chị cũng như của hai cháu. Đó. Cho nên là thôi anh chị rộng lượng và cố gắng làm sao để mà các cháu có một cuộc sống thiệt là tốt đẹp. Thôi bây giờ cái chuyện lắng động nó qua rồi. Dạ. Quay trở lại một cái format rất quen thuộc, đó là dập mặt nhau. Đó. Dạ. Đây là đó. Chuyên gia làm tuột mút nè. Đó. Hai chồng ở chung nhà 11 tháng rồi, đúng không? Thì anh ấy có bao nhiêu tật xấu lòi ra vậy? Ở trong chăn với chăn có rộng, ở dơ cực kỳ luôn. Câu rồi, không dơ. Tối, ngày nào em kêu, anh đi đánh răng rồi đi ngủ. Rồi xong, vô đánh răng, cái hồi, em, anh đi xuống dưới lầu, anh uống nước rồi anh lên nha. Là lén em đi xuống dưới ăn cái gì đó xong rồi lên không răng lại nữa đi ngủ.
Tật xấu thứ hai. Em thì tính em kỹ nhưng mà em làm hơi tốn thời gian hơi lâu. Và anh làm với em, một hồi em xuống tanh bành luôn. Là bài ra. Bài ra còn nhiều hơn, em giận cực hơn nữa. Bừa bãi, đó bừa gọi là bừa bộn. Dạ. Còn gì nữa? Tiết kiệm nhưng mà có nhiều cái tiết kiệm không đúng. Muốn mua cái gì á, thì suy nghĩ kỹ lắm luôn, đắn đo suy nghĩ. Mỹ gần câu, anh đi ăn đó không? Ừ đi liền. Rủ đi ăn là bao nhiêu cũng đi, ăn xong cho no về ói. Có nghĩa là em ăn thì em thích ăn đồ ngon. Nhưng mà ăn đồ ngon vô mình sẽ mập, muốn giảm mập là mình ăn xong mình phải ói. Con này lạ kỳ vậy ta. Mày có biết là ói mệt lắm không? Dạ không, khi mà mình ăn mình uống nước nhiều và mình ăn đậu bắp á, khi mình ói nó có chất nhờn, đã lắm, ọ cái hết trơn. Có gì nữa không? Có nhiều đó thôi. Tới tôi nha. Tới bạn đó. Dạ. Vợ em thì cái gì cũng tốt hết. Chỉ con gái là nhây cũng ở dơ nha. Trò dơ ghê gớm luôn á, chứ không phải đùa đâu. Em đang ngủ, lấy tay, chọt vô đây, đút vô miệng em. Em nghe mặn mặn cái là em dậy, em hỏi gì trời em. Trời ơi, còn mặn mặn nữa. Trời ơi, muốn ói luôn anh ơi. Rất là tỉnh tới sáng. Còn cái nữa nguy hiểm hơn cho đàn ông của chúng ta. Cái bệnh gọi là 10 giờ rưỡi. Đi làm rất là mệt, tối về chỉ muốn là ngủ sớm. Hoặc là muốn làm gì lặp đại cái đi ngủ ha. Canh lúc nào cũng 10 giờ rưỡi tới 11 giờ. Là hay khiều khiều chọt chọt em. Chọt xong em mất ngủ tới sáng, làm đâu nổi đâu. Khuyên hoài không được. Trời ơi, trước khi cưới đã là có biệt danh là Tú 3 giờ. Dạ, giờ Tú 10 rưỡi. Tú 10 rưỡi nữa. Con cái nữa là hay ghen tị với con lắm. Em thì em thích ví dụ như hai vợ chồng ngủ phải cho nhỏ nằm giữa, không chịu, cho nó nằm trong góc, hai chồng nằm kế bên, rồi ôm em ngủ, em ngủ đâu có được đâu. Phải hoạt động. Dạ đúng rồi, lại khó chịu. Cái này tuổi lớn tôi phát triển mà. Dạ, bây giờ em uống nhân sâm hoài anh ơi. Dạ. Chút nữa chúng xâm nhung bổ thận nè. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Rồi, bây giờ mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Chắc làm cái điều mong muốn này em xin phép cho em đứng dậy được không ạ? Thì thực sự hai tụi em đến với nhau là do bác sĩ bảo cưới. Em còn nợ cô đó một lời cầu hôn thật là chỉnh chu. Ôi ơi. Why? Anh chỉ cao vừa đủ 1m6 thôi. Nhưng mà tình yêu của anh dành cho em được đính từ trên đầu anh, trên tận trời xanh. Anh không hứa là sẽ yêu em và quan tâm đến trọn đời, nhưng mà anh chắc chắn một điều, anh sẽ làm cho em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Và điều tuyệt vời hơn nữa, nếu em làm vợ của anh. Làm vợ anh nhé. Anh có một chiều cao đủ dài, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người cung cấp tất cả tin lươn mà của anh cho em. Làm vợ nha. Dạ chưa ạ, em còn chuẩn bị cái nhẫn cưới. Thật sự mà nói là muốn mua cái nhẫn mới lắm nhưng mà chưa có lãnh lương. Dạ lấy lại nhẫn cũ. Kệ nó đeo vô luôn đi là lấy là không được. Dạ. Hôn một cái đi. Dạ. Quá tuyệt vời. Trời ơi. Thay mặt coi như là thay mặt chương trình nè. Chúc tụi em trăm năm hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn.